Khang Hy là vị hoàng đế thứ tư của triều đại nhà Thanh, trị vì toàn cõi Trung Quốc từ năm 1661 đến năm 1722. Trong thời gian trị vì, ông lấy niên hiệu là Khang Hy, nên thường được gọi là Khang Hy Đế. Khang Hy được cho là vị hoàng đế tài ba lỗi lạc bậc nhất, là người ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, là người đã thiết lập sự thịnh trị suốt 134 năm của nhà Thanh, sau hàng loạt những cuộc chiến tranh. Dưới thời cai trị của ông, đế quốc Đại Thanh đã hoàn thành thống nhất và kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa. Ngày hôm nay, hãy cùng Tu Ti Heo điểm qua danh sách những bộ phim hay nhất về vua Khang Hy ngay trong video này nhé. 1. Khang Hy Vi Hành 1998. Khang Hy Vi Hành là series phim gồm 5 phần, rất đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim bắt đầu được sản xuất từ năm 1998, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Trường Quốc Lập, Triệu Lượng, Đặng Tiệp. Riêng phần 5 có sự thay đổi về diễn viên, khi vai Khang Hy được giao cho diễn viên Tôn Long, còn Ôn Bích Hà sẽ vào vai Nghi Phi. Đây là bộ phim rất ăn khách ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Mặc dù phim có 5 phần, nhưng phiên bản đầu tiên năm 1998 vẫn được đánh giá là kinh điển nhất. Bộ phim Khang Hy Vi Hành xoay quanh câu chuyện cuộc đời của vua Khang Hy, vị vua lỗi lạc nhất trong triều đại nhà Thanh. Ông là một người thông minh, bản lĩnh, sáng suốt trong đường lối trị nước và thương yêu dân chúng như con của mình. Ngoài ra, ông còn vô cùng phong lưu đa tình. Vị vua này được lòng dân chúng bởi cách xử phạt nghiêm minh để trả lại cuộc sống yên bình và vô cùng thân thiện với người dân, đối nhân xử thế hợp tình, hợp lý. Cả 4 phần của bộ phim lần lượt là những trận chiến giành lại yên bình cho bách tính của vua Khang Hy, với những tình tiết vô cùng cam go, gay cấn. 2. Khang Hy Đế Quốc 2000. Bộ phim Khang Hy Đế Quốc, hay còn được gọi với cái tên Vương Triều Khang Hy, là một bộ phim truyền hình Trung Quốc được sản xuất năm 2000. Bộ phim là phần tiền truyện của bộ phim truyền hình Vương Triều Ung Chính năm 1997 và được tiếp nối bởi Vương Triều Cà Long vào năm 2002. Vào năm Thuận Trị thứ 18, dịch bệnh đậu mùa lan rộng khắp Hoàng Cung. Đồng Ngạc Phi, ái phi của vua Thuận Trị qua đời. Vua Thuận Trị vì quá đau buồn nên đã bước chân vào Phật môn. Nước một ngày không thể không có vua, Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang quyết định đưa tứ A Ca Huyền Diệp mới 8 tuổi lên ngôi, lấy niên hiệu là Khang Hy. Lúc này, quyền thần Ngao Bái ra sức bành trướng thế lực, thậm chí có ý đồ giết vua soán ngôi. Khi thế lực lớn mạnh, Khang Hy đã diệt trừ bè đảng Ngao Bái. Sau đó dẹp Tam Phiên, đánh tan thế lực của Chu Tam Thái Tử, Chu Tử Quính, thu phục Đài Loan, đánh bại các Nhĩ Đan. Nhiều năm sau đó, Thái Hậu Hiếu Trang qua đời, Thái Tử và một số quần thần có âm mưu lật đổ ngai vàng. Khang Hy buộc phải phế truất ngôi vị Thái Tử, và cũng từ đó, mâu thuẫn hoàng tộc bắt đầu dấy lên. Sự tranh quyền đoạt vị trốn hoàng cung bắt đầu. 3. Ngự Tiền Tứ Bảo 2004. Ngự Tiền Tứ Bảo là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang hài hước, được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2004. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện hài hước của 4 người, được mệnh danh là Ngự Tiền Tứ Bảo của vua Khang Hy. Trong 4 người này có 2 người có thân phận là ăn mày, nhưng được quái tăng, chính là cha của vua Khang Hy điểm hóa và trở thành 2 đại thần quan trọng trong triều đình. Bộ phim được đạo diễn kỳ cựu Hoàng Tổ Quyền trực tiếp chỉ đạo nội dung, với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Triệu Văn Trác, Lưu Nghi Vĩ, Lô Tinh Vũ. Vai diễn Khang Hy trong Ngự Tiền Tứ Bảo là một trong số ít những bộ phim không thuộc thể loại võ thuật mà Triệu Văn Trác từng tham gia. 4. Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn 2016. Bộ phim Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn là tác phẩm vô cùng đáng xem. Tác phẩm xoay quanh mối tình tay ba giữa vua Khang Hy, do Lưu Khải Uy đóng, Vệ Lâm Lang, do Trịnh Sảng đóng, và chàng cầm y vệ Nạp Lang Dung Nhược, do Trương Bân Bân đóng. Hình tượng vua Khang Hy trong phim là một bậc đế quân, không những đa tình mà còn nhất mực trung thủy. Lương Nhi vốn là con gái của trung thần A Bố Nại, vì oan khuất mà phải chịu họa diệt môn. Khi đó Lương Nhi mới 10 tuổi, cô phải tận mắt chứng kiến cảnh cả nhà bị giết, còn mình may mắn thoát chết. Trên đường bỏ trốn tình cờ gặp thiếu niên Khang Hy, hai con người không hay biết gì về thân phận của nhau, cùng trải qua kiếp nạn sinh tử, hẹn ước một ngày nào đó sẽ gặp lại. Sau đó, Lương Nhi tìm đến người anh họ là Nạp Lan Dung Nhược nương nhờ, nhưng không may lại gặp tai nạn mất đi trí nhớ. Dung Nhược vì muốn bảo vệ Lương Nhi mà đổi cho cô cái tên khác là Vệ Lâm Lang, đồng thời giữ ở lại trong phủ chăm sóc. Lo thân phận của Lâm Lang sẽ đem đến tai họa, nên Dung Nhược đã lén đưa cô vào cung làm nô tỳ, tưởng đời này sẽ mãi mãi phải ở trong thâm cung, cô đơn đến già. Nhưng sự xuất hiện của Khang Hy đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, đồng thời cuộc hội ngộ của cô và Dung Nhược cũng làm cho cô dấy lên niềm hy vọng. Trải qua muôn vàn gian nan, cuối cùng Lâm Lang cũng nhìn rõ tâm ý của mình, đó là tình yêu với Khang Hy. Ngỡ rằng có thể tận hưởng tình yêu ngọt ngào, nhưng đúng lúc đó cô lại khôi phục trí nhớ. Một bên là mối thù sâu như biển cả, một bên là người yêu hết mực si tình, khiến Lâm Lang không có cách nào lựa chọn. Lúc đó người anh ruột ẩn náu trong cung bấy lâu bỗng dưng xuất hiện, nhận lại Lâm Lang, ép Lâm Lang phải trả thù cho gia tộc. 5. Long Châu Truyền Kỳ 2017. Bộ phim Long Châu Truyền Kỳ được xây dựng xoay quanh hai nhân vật chính, đó là vua Khang Hy, do Tần Tuấn Kiệt đóng, và nàng công chúa cuối cùng của triều Minh là Lý Dịch Hoan, do Dương Tử đóng. Hai người tình cờ gặp gỡ nhau trong một lần vua Khang Hy cải trang đi vi hành. Hai người đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, ước hẹn, nhưng cuối cùng vì thù nước ngăn cản mà đành chôn chặt tình cảm trong tim. Đa số các tác phẩm cổ trang viết theo đề tài cung đình sẽ thường nói về sóng gió diễn ra trong hậu cung, nhưng với Long Châu Truyền Kỳ, nó lại tập trung kể về nỗi giằng xé trong lòng khi vị vua và nàng công chúa vốn là kẻ thù nhưng giờ lại phải lòng yêu nhau. 6. Các phiên bản phim Lộc Đỉnh Ký. Lộc Đỉnh Ký là một tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn Kim Dung, từng được chuyển thể thành phim với nhiều phiên bản khác nhau. Mỗi khi nhắc tới Lộc Đỉnh Ký, khán giả sẽ liên tưởng ngay đến hai nhân vật, đó là tên thái giám dởm Vi Tiểu Bảo và hoàng đế Khang Hy. Vi Tiểu Bảo vốn là một tên tiểu lưu manh xuất thân dân đen, chỉ biết có mỗi một chữ tiểu trong tên mình, nhưng lại giành được sự tín nhiệm của vua Khang Hy, được trao giữ chức vụ quan trọng trong cung. Tác phẩm đã từng được chuyển thể thành phim, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, vậy nên nhân vật Vi Tiểu Bảo cũng có vô số phiên bản. Những cái tên tiêu biểu nhất tạo nên dấu ấn riêng cho Vi Tiểu Bảo có thể kể đến là Châu Tinh Trì, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Vệ Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lương Triều Vĩ và Trương Nhất Sơn. Trên đây là danh sách những bộ phim hay nhất nói về vua Khang Hy, vị vua vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Bạn yêu thích bộ phim nào về vua Khang Hy nhất? Đừng quên để lại một bình luận cho chúng mình biết với nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!